Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng Và ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 46 của bộ truyện Định Càn Khôn Tác giả thiêm thảm thổ đậu Qua giọng đọc của Phi Tùng à, Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng Để mà cập nhật những video mới nhất Cảm ơn các bạn rất là nhiều Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện <laughs> lại nói nhìn thấy đám yêu thú đang bay chặt bãi đất chống lại lại nhìn hai con yêu thú khổng lồ mà hung hãn kia sắc mặt của khương lôi vô cùng ngưng trọng thấp giọng mà quát tất cả cẩn thận lão ngô đem người bảo vệ xoanh địa đi vâng ngô trấn sắc mặt ngưng trọng đáp Đại đao ở trong tay sáng loáng, bị nguyên lực hùng hậu bao trùm lên, phát ra ánh sáng đồng đậm. Trong bóng đêm khiến cho người ta còn cảm thấy an toàn hơn cả ánh lửa. Quán chủ, vậy thì hai con ngạc báo vương phải làm như thế nào bây giờ? Một người của võ quán ưng chi hỏi. Không lôi trầm mặc một chút rồi trầm giọng mà đáp. Để ta đi ngăn lại, các người nhanh chóng giải quyết đám yêu thú còn lại đi. Quán chủ, Nghe thấy Khương Lôi muốn một mình ngăn chặn hai con ngạc báo vương Sắc mặt của những người ở trong võ quán ưng chi đều đại biến vội vàng mà nói Không cần nhiều lời nữa Không muốn ta chết thì nhanh tay giải quyết đám yêu thú kia đi Sau đó quay lại giúp ta Khương Lôi quát Vâng Nghe thấy vậy thì nắm tay của đám người võ quán ưng chi càng thêm nắm chặt Và cuối cùng thì thấp giọng đáp lại Tiểu huynh đệ lâm động Bọn người nhân nhân thì phiền ngươi chiếu cố Nhân thủ của chúng ta thực sự là không có đủ." Khương Lôi đột nhiên quay đầu lại, nhìn vào hướng của Lâm Động mà nói to. Nghe thấy lời của hắn, thì không ít người của Võ Quán Ưng Chi đều sững lại một chút. Một ngày giao tiếp bọn họ đối với cả Lâm Động cũng coi như là có chút quen thuộc, nhưng mà Lâm Động không hề có điểm nào khác biệt. Khương Lôi lại đem nhiệm vụ này giao cho hắn thì có chút là liều lĩnh rồi. "Khương lão ca cứ yên tâm đi." đối với cả những ánh mắt hoài nghi thì lâm động cũng không để ý bàn thay vỗ nhẹ đầu của nhân nhân cười mà nói gào wow. khi mà tiếng cười của lâm động vừa dứt thì trong đám yêu thú đang bao vây chặt bãi đất trống hai con ngạc báo vương dữ tợn liền giống lên một tiếng tiếng giống này vô cùng chói tai như là sư tử gầm vậy như là tiếng cá sấu rít đan lẫn vào nhau khiến cho người nghe đau tai nhức ấp ghê nhỉ súc sinh này không ngờ còn có thể thi triển ra công kích tinh thần nữa ở trong mắt của lâm Động chợt hiện ra một chút kinh ngạc đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy yêu thú có thể thi triển công kích tinh thần tuy nhiên tinh thần lực này trước mặt hắn hiển nhiên là không đáng nói đến một cỗ ba động à, vô hình liền không có dấu hiệu dập dành bay ra trực tiếp đem thanh ba động ẩn chứa tinh thần lực kia triệt tiêu đi tiếng gầm của ngọc báo vương hiển nhiên là tín hiệu sung phong bởi vậy sau khi mà tiếng gầm vừa dứt Thì ánh mắt đỏ ngầu của đám yêu thú càng thêm nồng đậm hơn Lập tức bốn chân tiến lên Cả mặt đất rung chuyển Đám yêu thú như là nước lũ hướng về phía doanh địa Thanh thế đó quả thật là quá đáng sợ Diệt Mà đối mặt với cả xung kích của đám yêu thú Ánh mắt của đám người võ quán ưng chi cũng lộ ra hung quang Đã không còn đường lùi Chỉ có thể liều mạng một phen mới còn đường sống đám yêu thú va mạnh vào bẫy trông ở bên ngoài danh địa Không ít bị đâm chết Nhưng mà do số lượng yêu thú quá nhiều à, Thi thể nhanh chóng lấp lên Nhưng lớp phòng ngự đơn giản kia thì nhanh chóng mất đi tác dụng Đám yêu thú ở phía sau nhanh chóng mà lao tới Cuộc chiến cứ thế mà bắt đầu Mùi máu tanh ập vào mặt Tất cả mọi người của võ quán ưng chi đều biết rằng Tiếp đó sẽ là thời khắc ác liệt nhất trong đêm nay Nguyên lực hùng hậu trong khoảnh khắc cơ hồ phát tán ra Đám người của võ quán ưng chi phối hợp vô cùng ăn ý Ba người một tổ hình thành một trận hình nhỏ Đao kiếm sắc bén trong tay bao phủ bởi nguyên lực lồng đậm Trực tiếp đem từng con yêu thú lao tới chém cho tan tành Hơn một chục trận hình nhỏ đã hình thành Ở xung quanh bọn họ còn có máu tươi bắn ra sát thú chất đầy Màu máu đỏ sẫm trong phút chốc đã thấm hồng mặt đất Mùi máu tươi và tiếng kêu thảm thiết khuếch tán ra cả khu rừng Gào! Wow! Nhìn lớp phòng ngự do người của võ quán ưng chi dùng thân thể tạo nên Hai con ngạc báo vương hung hãn Đôi mắt đỏ ngầu cũng lộ ra vẻ hung tàn giả hoạt Sau đó bốn chân lao nhanh về phía doanh trận Với thực lực cường hãn của bọn chúng Lực xuyên phá tạo nên Bất cận là trận hình của đối phương bố trí tinh diệu Phối hợp ăn ý như thế nào đi nữa Thì cuối cùng đều chỉ có một kết quả Đó là trận vỡ và người chết Sau khi mà trận hình bị phá vỡ bọn người nhân nhân cùng với cả đám người bị thương đã không còn được bảo vệ. Keng keng. Cho nên sau khi mà Khương Lôi nhìn thấy cử động của hai con ngạc báo vương thì sắc mặt cũng đại biến. Tay thì múa ra hàng loạt đao kiếm ảnh, đem mấy con yêu thú xung quanh chém ra làm đôi. Sau đó bước lên một bước, thân hình vọt lên, thân hình đã đứng trước mặt hai con ngạc báo vương. Nguyên lực ở trong cơ thể không hề có một chút bảo niu nào, quẩn quận tuôn ra, một uh, kiếm giận dữ chém xuống. Ầm. Um. Nguyên lực ba động mạnh mẽ trong lúc này nổ ra Một đạo kiếm mang rạch một vết dài trên mặt đất Và cuối cùng chém mạnh lên người của hai con ngạc báo vương Tiếng kim loại giòn tan vang lên Nguyên lực hùng hậu nổ mạnh trên hai người con ngạc báo vương Thế tấn công bất ngờ kia Không ngờ đem thế xung phong của hai con ngạc báo vương ngăn lại được một chút Gặp phải công kích thì hai con ngạc báo vương cũng phát ra tiếng gầm phẫn nộ Ở trên thân thể của chúng thì năng lượng màu đỏ sẫm tuôn độc và cuối cùng bốn chân lại bước lên lao tới giống như hai cỗ xe tăng hung hãn đâm vào khương lôi phía sau khương lôi chỉ là lớp phòng ngự không thể lùi lại được trọng kiếm ở trong tay cắm mạnh xuống đất nguyên lực trong cơ thể cũng thôi động tới cực hạn xem bộ dáng đó không ngờ là định liều lĩnh ngăn chặn thế tiến công của hai con yêu thú và trong khoảnh khắc va chạm đó hai con yêu thú như là cỗ xe tăng hung hãn đâm vào trọng kiếm một vòng kinh khí nổ ra Mặt đất ở trong vòng mấy trượng xung quanh đều bị chấn vỡ từng vết nứt như là mạng nhện Hừ Va chạm cực mạnh khiến cho cổ họng của không lôi phát ra một tiếng kêu âm trầm Thân thể cũng lùi lại sau mười mấy bước mới đứng vững lại được Đấu sức mạnh cùng với cả yêu thú Rõ ràng không phải lựa sợ dọn trắng suốt rồi Phụ thân Nhìn thấy Khương Lôi bị thương Khương Tuyết ở phía sau đang vất vả chém giết cùng với cả yêu thú đột nhiên kêu lên Nhân nhân ở bên cạnh lâm đầu Đôi mắt cũng mở to ra ơn ướt Bảo vệ tân phong ngự Phương lôi tay nắm chặt trọng kiếm Có chút máu tươi từ lòng bàn tay chảy ra Hắn thở ra một hơi Không quay đầu lại mà trầm giọng nói Đến đây đi Xúc sinh Ta muốn xem xem các ngươi có thể làm gì võ quán ưng chi của chúng ta wow. Đối mặt với cả tiếng quát của Khương Lôi Hai con yêu thú lại phát ra tiếng gầm chói tai bốn chân đập mạnh vào mặt đất trong tiếng ầm ầm lại xông tới về phía khương lôi thấy vậy sắc mặt khương lôi cũng trở nên ngưng trọng nguyên lực ở trong cơ thể điên cuồng tích tụ ở trên trọng kiếm nhưng mà khi hai con yêu thú sắp sửa lao vào khương lôi một con đột nhiên xoay đầu vô cùng xảo diệu vòng qua khương lôi sau đó vẫn duy trì tốc độ kinh người xông vào tầng phòng ngự ở phía sau keng keng gàng... bởi vì tốc độ cao ở phía trước của ngạc báo vương không khí đã bị đè nén thành từng đạo không khí bắn ra, đem mặt đất bắn thành từng hồ lớn. Biến cố bất ngờ ngoài dự liệu của Khương lôi, lập tức sắc mặt quán cũng trở nên vô cùng khó coi. Định quay đầu lại, nhưng mà con ngạc báo vương còn lại đã xông tới rồi. Nếu như là bị đâm trúng vào thì e rằng đường trường sẽ bị phanh thây thành bốn mảnh mất. Tuyệt gì, cẩn thận, mau lui lại. Trong lúc bất đắc dĩ thì khương lôi đành quát to một tiếng, bởi vì trên đường xông vào của con ngạc báo vương kia người bị tấn công đầu tiên chính là trận hình của đám người khương tuyết và ngô trấn tiếng quát của khương lôi vừa dứt thì bọn khương tuyết và ngô trấn cũng đã phát hiện ra ngạc báo vương đang lao tới phía bọn họ à, sắc mặt lập tức xuất hiện vẻ tái nhợt bọn họ không phải là khương lôi không thể nào ngăn chặn được ngạc báo vương đang âm thầm lao tới kiang ăn... một đạo không khí bị đè nén bắn tới mạnh mẽ đánh trên đại đao của ngô trấn lập tức đem hắn trấn cho bay đi và cuối cùng rơi mạnh ở phía sau. Tuyến phòng ngự đột nhiên bị phá vỡ khiến cho tất cả mọi người của võ quán ưng chi đều phát ra tiếng kêu kinh hoàng, đặc biệt là khi nhìn thấy ngạc báo vương lao tới, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Màu tránh ra. Một vài người nhìn thấy Khương Tuyết vẫn còn đang đứng ở trên đường ngạc báo vương đang lao tới, liền lập tức vội vàng kêu lên. Nhưng mà đối với cả tiếng quát của bọn họ, thì Khương Tuyết chỉ nghiến chặt răng. Nàng hiểu rằng, nàng mà lui bây giờ thì tuyến phòng ngự sẽ hoàn toàn tan vỡ và tới lúc đó thì kết cục của bọn họ vẫn sẽ là như vậy mà tiêu vong. Vù, hít một hơi thật là sâu, một cỗ nguyên lực đột nhiên từ trong cơ thể của Khương Tuyết trào ra, tiếp đó là tiếng không khí nổ lại vang tới. Kiếm mang trong tay của Khương Tuyết vũ động, đem một đạo không khí bị đè nén bắn đến đánh vang đi. Nhưng mà ngay tiếp đó thì hàng đạo không khí khác lại ầm ầm đánh tới khi khí lãng cường hãn trực tiếp đem trường kiếm trong tay của Khương Tuyết đánh bay đi. Con người cũng loạn trọn lùi lại, và cuối cùng là ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt tái nhợt nhìn ngạc báo vương đang hung tợn ầm ầm lao đến. Không, không ít người của võ quán đương tri ở xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều giật mình kinh hãi. Một vài người định lao lên ngăn chặn, nhưng mà cũng phải đánh bất lực. Tì tì! Đôi mắt của nhân nhân đỏ ngầu Nếu không bị một người của võ quán ưng chi giữ chặt Thì e rằng nàng ta cũng đã xông tới. Ai... Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Động đang ngồi xếp bằng ở trên đất cũng thở dài một cái sau đó đứng lên. Này, tiểu huynh đệ Lâm Động, đừng có đi ra. Ngô Trấn bị Trấn bay đi, nhìn thấy hành động này của Lâm Động liền vội vàng mà nói. Nhưng mà thanh âm quán vừa dứt thì đã thấy Lâm Động, mũi chân chạm đất xuất hiện trước mặt của Khương Tuyết rồi. Người muốn chết sao? Đó là yêu thú tạo hình cảnh đó. Mau tránh ra đi. Nhìn thấy băng thủ đột nhiên xuất hiện này, Khương Tuyết lúc đầu cả kinh, đợi nhìn rõ người hình, đợi nhìn rõ hình dáng người này rồi thì sắc mặt đại biến, vội vàng quát với cả Lâm Động. Nhưng mà Lâm Động không hề để ý tới âm thanh của nàng, tay nắm lại, Thiên cân cổ kích hình dạng hung tợn đã xuất hiện ở trên tay của hắn. Thiên lân cổ kích đập mạnh xuống đất. Sau đó tất cả mọi người đều có thể cảm nhận thấy, một cỗ khí tức còn mạnh hơn cả Khương Lôi như là giao long tỉnh giấc vậy từ trong cơ thể gầy gò của lâm động quét ra tiếng quát trong miệng đột nhiên dừng lại động tác của tất cả mọi người trong doanh địa vào lúc này đều chậm lại trong giây lát sắc mặt của khương tuyết kinh ngạc nhìn thân ảnh trước mặt trong giây lát đó thân ảnh vốn dĩ gầy gò phẳng phất như có thể gánh cả trời đất vậy phụ thân phụ thân nói đúng rồi ở trong thời khắc này thì trong đầu của khương tuyết chỉ có một câu này vang lên cái tên gia hòa xem bộ dáng lười biếng kia quả nhiên là không đơn giản mà lại nói khí tức cường hãn của lâm động đột nhiên nổ ra khiến cho không khí ở nơi đây phẳng phất như là bị ngưng động lại tuy nhiên thì ngạc báo vương kia vẫn không vì thế mà ngừng lại con mắt đỏ ngầu của yêu thú tràn ngập vẻ tàn khốc và hung tợn. ầm um, ầm um. mặt đất rung chuyển khiến cho tất cả mọi người nhanh chóng tỉnh lại nhìn ngạc báo vương thanh thế kinh người trong lòng mọi người không khỏi giật mình Lâm Động lúc này thì một tay cầm thiên lân cổ kích, một tay thì nắm chặt lại. Cánh tay lộ ra ngoài áo với một tốc độ kinh người nhanh chóng bị màu đồng xanh bao phủ. Cường hãn và lạnh lẽo cơ hồ cùng với thời gian từ trong cơ thể tuôn ra ngoài. Sắc mặt Lâm Động bình tĩnh nhìn ngạc báo vương đang ầm ầm lao đến. Tiếng xe gió của từng đạo không khí bị đè nén chói tai lướt tới. Tuy nhiên những đạo không khí này còn cách Lâm Động khoảng một trượng thì đã nổ tan bộ dạng đó phẳng phất như là xung quanh lâm động có một lớp bảo vệ vô hình đang che chắn cho hắn. Ngạc báo vương mắt đỏ lừ ầm ầm lao tới. Lớp phòng ngự vô hình của lâm động đối diện với sức lao tới cường hãn này thì không có hiệu quả lớn lắm. Do đó thân thể của ngạc báo vương không hề chậm lại, liền xé rách lớp phòng ngự này mà lao tới. Lâm động nhất thời cảm nhận được kình phong cường hãn đang quẩn quẩn kéo tới. Đối mặt với cả thế sông lên vô cùng hung hãn của ngạc báo vương, Lâm Động không chỉ lùi về phía sau Mà ngược lại còn mạnh mẽ tiến lên một bước Hơn nữa khiến cho mọi người kinh ngạc nhất là Hắn không hề thi triển trường kích ở trong tay để mà chống đỡ Mà là trực tiếp dùng một quyền mạnh mẽ đánh ra ầm um, Một quyền đánh ra Trực tiếp đem theo tiếng nổ chậm thấp Mô hồ có thể nhìn thấy trên nắm tay của hắn có kim quang và thanh quang tuôn động Hắn không ngờ muốn dùng nắm tay để mà chống lại ngạc báo vương sao nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên kinh hãi cho dù mạnh như khương lôi thì cũng phải mượn trọng kiếm ở trong tay mới có thể kháng cự lại với cả ngạc báo vương còn dùng nắm đấm trực tiếp đối đầu với cả đám yêu thú trời sinh cường hãn này thì quả thật là hành động vô cùng ngu ngốc mà đối với cả sự sợ hãi trong mắt mọi người thì lâm động không hềm đế tới trên cánh tay của hắn nhanh chóng xuất hiện màu đồng xanh thẫm mô hồ có thể cảm thấy được một cỗ lực lượng cường hãn đang tuôn động ầm uhm năm đấm màu đồng xanh cuối cùng trong dây lát đã đánh mạnh xuống phần đầu được bao phủ bởi lớp da dày của ngạc báo vương. Cả không gian phẳng phất vào lúc này đều ngựng động lại. Tiếp theo đó là một vòng kinh khí ba động mà mắt thường có thể nhìn thấy được trực tiếp từ chỗ tiếp xúc lan ra. ầm. Bồn đất từ dưới mặt đất ồn ồn bay lên. Trên không trung vỡ vụn thành đám mưa bụi đất chút xuống. Bụi đất đầy trời. Sau đó thì mọi người liền nghe thấy tiếng gầm giận dữ và ánh mắt nhìn lại Lập tức đồng tử đột nhiên co rút Sự kinh ngạc đến khiếp sợ xuất hiện ở trên mặt của mọi người Bởi vì ở nơi bùn đất rơi xuống Thân hình của ngạc báo vương khổng lồ Không hề giống như sự dự đoán của mọi người là đem lâm động đánh bay đi Mà ngược lại lại bị một cỗ lực lượng hung hãn chấn lui bay mấy chục mét Bốn chân lê dài ở trên mặt đất kéo thành bốn rãnh đất sâu Cái, 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 cái gì? không ngờ đem một quyền của ngạc báo vương đánh bay đi sao mọi người của võ quán ưng chi thì không kìm được nuốt vào một ngộm nước bọt mục quang lại nhìn lâm động chỉ lui lại hai bước trong lòng nổi lên một sự kinh ngạc và sợ hãi lực lượng cường hãn đến như vậy cái tên gia hỏa này đúng là còn là người sao khương tuyết đứng sau lưng của lâm động cũng bị một cảnh này làm cho chấn động không nói lên lời một quyền đánh lui ngạc báo vương nổi tiếng cường hãn Năng lực này cho dù là Khương Lôi thì cũng không thể nào làm được Đi xem mọi người nhân nhân đi Con súc sinh này cứ giao cho ta Khi mà đầu óc của Khương Tuyết vẫn còn đang hỗn độn Thì Lâm Độc ở phía trước đột nhiên giơ tay lên Ờ, à, Đầu không quay lại nhưng mà nói ờ, ờ, ng ngươi Người cẩn thận một chút đó Khương Tuyết khẽ mở miệng nhẹ giọng mà nói Tới lúc này làng ta mới hiểu cái người trước mặt từng bị nàng ta cho là sẽ làm vướng chân vướng tay của vợ quán ưng chi, không ngờ lại có năng lực đáng sợ đến như vậy. Lâm Động cười cười, nhìn ngạc báo vương mắt đỏ ngầu, bàn tay chậm chậm lấy thiên lân cổ kích. súc sinh này quả thật ra dày mà. Ngạc báo vương bị Lâm Động một quyền đánh lui. Ánh mắt dữ tợ nhìn Lâm Động, đột nhiên toàn thân tuôn động hồng mang. Dưới hồng mang này thì một cái gai giáp trên thân đột nhiên lớn lên, giống như là những lưỡi kiếm sắc nhọn vậy. Ngạc báo vương hiện tại mới thực sự là một cỗ máy giết chóc có sinh mạng. Gai giáp mọc ra, ngạc báo vương phì một cái, liền với một tốc độ kinh người xông vào lâm động. Mùi tanh quét tới vô cùng đáng sợ. Nhìn ngạc báo vương xông tới, lâm động hư lạnh một tiếng, ngón chân chạm đất, thân hình lao đi. Thân ở trên không trung, cổ kích trong tay đột nhiên vũ động, mang theo nguyên lực ba động hùng hậu, chém xuống. Kiên quang rực rỡ từ cổ kích tuôn ra Sau đó hóa thành từng đạm kích ảnh sắc bén à, Mạnh mẽ điểm trên thân thể cứng rắn như thép của ngạc báo vương Phát ra từng đám tia lửa dữ lớn Thân thể ngạc báo vương thì vô cùng cứng rắn Tạo hình cảnh tầm thường e rằng không thể phá được lớp phòng ngự của nó Nhưng mà lâm động có thiên lân cổ kích thì lại khác Dựa vào uy lực của linh bảo trung cấp Kích mang sắc bén kia trực tiếp chém ra một vết sâu chừng khoảng nửa tấc ở trên thân thể của ngạc báo vương. Thậm chí trên miệng vết thương đã có màu đỏ mang theo mùi tanh nồng đậm chảy ra. Ngư lần kích! Cự ngư hung tợn lao ra mang theo kích mang sắc bén khắp toàn thân, mạnh mẽ chém xuống thân thể của ngạc báo vương. Đột nhiên khiến cho những vết thương trên thân thể của nó liền lớn hơn nhiều. Yêu thú trong mắt của Khương Tuyết vô cùng khó chống đỡ này ở trong tay lâm động lại trở nên vô cùng chật vật Bị lâm động đánh cho thê thảm như vậy thì ngạc báo vương hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ rồi Chỉ thấy thân thể nó đột nhiên rung mạnh Ánh sáng màu đỏ sậm tuôn ra Mấy mấy chiếc gai giáp đột nhiên bắn ra Kình phong đó thì vô cùng sắc bén Không hề thua kém uy phong của linh bảo hạ cấp Hiển nhiên là ngạc báo vương này cũng lá liều mạng phản kích Kim đài trấn ma trưởng Tuy nhiên đối với gã một phản kích của Ngạc Báo Vương, Lâm Động lại thầm cười lạnh. Tay vừa nắm lại thì kim quang rực rỡ ngưng tụ ở trong không trung, trực tiếp đánh xuống, đem mấy mấy chiếc gai giáp kia chấn vỡ. Dư lực không giảm giống như là một hòn núi đè xuống người của Ngạc Báo Vương. rầm rầm Dưới ánh mắt sững sờ của mọi người, kim đài ầm ầm hạ xuống. Lực lượng cương mãnh đáng sợ đó thậm chí còn đem thân thể to lớn của Ngạc Báo Vương đè lún xuống đất một nửa. Đối diện với cả cung kích hung hãn này Thì lớp da dày trên thân thể của ngạc báo vương cũng nứt ra thành nhiều đường Máu tươi chảy ra ngoài Ngạc báo vương hiển nhiên là cũng bị một trận này đánh cho có chút mơ hồ Điên cuồng dãy ruộng phát ra tiếng gào thét điên cuồng Tiếng gầm của ngạc báo vương thì hiển nhiên có kích thích rất lớn đối với cả đám yêu thú kia Lập tức công kích của đám yêu thú kia trở nên hung mãnh hơn rất là nhiều Khiến cho áp lực của mọi người trong võ quán ưng chi tăng lên rất là nhiều Thậm chí ngay cả bọn người khương tuyết cũng phải ra tay lần nữa hình thành một tầng phòng ngự mới. Tiểu viêm, xuất. Thấy vậy Lâm Động khẽ nhíu mày quát khẽ. Ngay thấy tiếng quát của Lâm Động thì Tiểu Viêm đang được nhân nhân ôm trong lòng, đôi mắt chợt bừng sáng. Lập tức dễ dàng giãy ruộng thoát ra, rồi lôi quang tràn ngập. Trong nháy mắt dưới con mắt kinh ngạc của bọn người không tuyết đã trở lại hình dáng chiến đấu. Sau đó phát ra một tiếng gầm lớn xông vào đám yêu thú. Lôi quang lấp lé, đuôi mãng xà gào thét giống như là hổ giữa bầy cừu vậy, trực tiếp đem đám yêu thú kia ngăn chặn lại. Bọn người Khương Tuyết nhìn thấy Tiểu Viêm lúc trước vẫn còn là một con mèo nhỏ hiền lành, lúc này đã trở thành một con hổ, khiến cho đám yêu thú khiếp sợ. Biểu tình trên mặt thì vô cùng thú vị. Bọn họ không thể ngờ rằng, không chỉ có Lâm Động cường hãn như vậy, mà thậm chí cả vật cưng của hắn không ngờ cũng vô cùng đáng sợ như thế. Chết đi cho ta. Kim quang gào thét Kim đài do nguyên lực hình thành không ngừng đem theo lực lượng cường hại Hùng hãn tấn công xuống người của ngạc báo vương Khiến cho nó bốn phương tháo chạy vô cùng chật vật Lại bị đánh trúng mấy đòn nữa Cho dù là ngạc báo vương cường hãn cũng không thể chống lại sức tấn công cường hãn đó Lập tức phát ra một tiếng kêu phẫn nộ mà bất lực Sau đó quay đầu bỏ chạy Yêu thú cầm đầu vừa chạy Thì đám yêu thú còn lại cũng hoàn toàn tan rã Nhanh chóng chật vật tháo lui Chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ thì tất cả những yêu thú đã trốn chạy sạch sẽ ngay cả con ngạc báo vương đang chiến đấu kịch liệt ở với cả khương lôi cũng không đành uh, cam tâm mà phải tháo chạy để lại xác thú chất đầy ở trên mặt đất. Đám thú tan đi, áp lực đột nhiên tiêu tán. Đám người của võ quán ưng chi ngồi phịch xuống đất. Hiển nhiên là trận chiến vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều thể lực của bọn họ. Đương nhiên là trong tiếng thở gấp gáp đó thì ánh mắt của bọn họ cũng không hẹn mà nhìn về phía của người thiếu niên đang từ trên không trung chậm rãi hạ xuống ánh vắt vô cùng nóng bỏng. Vốn dĩ là kết cục phải chết nhưng mà không ngờ, lại bị lâm động dễ dàng hóa giải. Ngạc báo vương rất khó đối phó trong mây vụ lâm, suýt nữa đã bị lâm động đánh cho thành đám một đám bùn. À, hình tượng như là thần thánh này so với cả gã thiếu niên hiền lành vô hại trước kia, hiển nhiên là khác nhau một trời một vực. À, lâm động tiểu ca, bội phục, bội phục. Phương lôi thu kiếm ra trong tay lại, Ánh mắt nhìn về phía Lâm Động cũng có chút kỳ quái Hắn hiển nhiên đã hiểu ra Thực lực của Lâm Động cho dù là hắn Thì không so sánh được Bởi vì khi hắn còn đang khổ chiến cùng với cả ngạc báo vương Thì Lâm Động đã dễ dàng đem con ngạc báo vương còn lại đánh cho tháo chảy Đó chính là khoảng cách giữa hai người Đại ân không biết nói lời cảm tạ như thế nào Lần này ngươi có ân với cả võ quán ưng chi Sau này nếu có cơ hội Võ quán ưng chi chúng ta nhất định là sẽ báo đáp Nhìn Khương Lôi với vẻ mặt ngưng trọng Lâm Động cũng đành cười cười gật đầu Nếu không phải tình hình nguy hiểm Hắn thực sự là không muốn bộc lộ thực lực Lưu lại một chút dù sao vẫn là an toàn Xin đa tạ Một trận gió thơm bay vào trong mũi Lâm Động quay đầu lại Chỉ vừa hay nhìn thấy một thân thể mềm mại là lướt Tiếp đó là tiếng nói thấp nhẹ của Khương Tuyết Cũng nhẹ nhàng chuyển đến tay hắn Lại nói thì Lâm Động ngồi trên chiếc xe ngựa xa hoa nhất ở trong đội ngũ Đối với cả ánh mắt kinh dị của mọi người trong võ quán ưng chi đang nhìn đến Hắn cảm thấy rất là bất đắc dĩ Từ tối qua khi hắn thể hiện ra thực lực à, Ánh mắt của những tên gia hỏa này liền chưa từng bình thường trở lại Đại ca, người đêm qua thật là lợi hại đó Ở bên cạnh thì nhân nhân đôi mắt mở to đầy sùng bái nhìn Lâm Động Trong mắt cơ hồ đầy à, sao đêm lấp lánh Thôi Lời này nhóc đã nói mấy chục lần rồi đó Da mặt của Lâm Động giật giật Nhìn nhân nhân cười cười miễn cưỡng Ai nghe một câu nói quá nhiều lần Thì có lẽ là cũng là biểu tình như vậy thôi Nhân nhân Không được quấy giày đại ca tinh dưỡng Thân thể mềm mại chậm rãi bước đến Bàn tay ngọc ngà gõ nhẹ lên đầu của nhân nhân Thanh âm có ý trách móc Lâm Động ngẩng đầu lên Khương Tuyết thúc này bởi vì trận hỗn chiến hôm qua mà tóc có vẻ lộn xộn, trên làn da trắng lộ ra ngoài y phục có những vết máu khô nhưng mà nhìn qua thì không có vẻ mệt mỏi lắm ngược lại còn có một ý nhị rất là đặc biệt nữ tử này hắn có thể nhìn ra nàng ta có tình cảm rất là đặc biệt với cả võ quán bởi vậy do tối qua ra tay tương trợ cho nên tới nay trên mặt xinh đẹp của nàng ta đã không còn sự lãnh đạm lúc trước càng nhiều hơn là một sự dịu dàng nhẹ nhàng trang phục giản dị nữ tử này hiển nhiên là không có vẻ đẹp như nước nghiêng thành của lăng thanh trúc nhưng mà lại có mê lực của riêng nàng ta ánh mắt của hai người chạm nhau vào trong giây lát sau đó thì khương tuyết vội vàng rời ánh mắt đi trên mặt có chút đỏ hồng lập tức cúi đầu lui lại hai bước à, 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 lâm động tiểu ca à, chúng ta còn nửa ngày nữa là liền có thể rời khỏi mê vụ lâm được rồi đó ở phía trước thì khương lôi cưỡi ngựa tới bên cạnh xe ngựa cười nói với cả lâm động từ đêm qua nhìn qua thực lực của lâm động Sưng hô của hắn với cả Lâm Động thì cũng có chút thay đổi. Đối với điều đó thì Lâm Động cũng không có cách nào. Ở trong quận Đại Hoang, thực lực là tất cả. Nếu không phải là do tuổi còn quá nhỏ, có lẽ Khương Lôi đã phải gọi hắn một câu tiền bối rồi. Ngay vậy thì Lâm Động cũng thở phào một cái, cái nơi quỷ quái này hắn thực sự là không muốn ở lâu thêm nữa. À Lâm Động tiểu ca này, Người tới quận Đại Hoang có lẽ cũng là vì Đại Hoang cổ bia có phải không? Khương Lôi như là nghĩ ra điều gì đó đột nhiên mà hỏi Sao? Đại hoang cổ bia? Đó là thứ gì vậy? Ngay vậy Lâm Động hơi sững người, kinh ngạc mà hỏi Ồ oh. Nghe thấy câu trả lời của Lâm Động Không chỉ Khương Lôi sững lại Mà ngay cả Khương Tuyết ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Động Hiển nhiên là không nghĩ rằng hắn ngay cả đại hoang cổ bia cũng không biết À chả là ta chỉ ra ngoài du ngoạn một chút mà thôi bị ánh mắt của bọn họ nhìn thì lâm động cảm thấy không được thoải mái cười gượng mà nói à, khương lão ca có thể nói thử xem cái đại hoang cổ bia kia rốt cuộc là thứ gì vậy à, à, à. đại hoang cổ bia có thể nói là một thứ nổi tiếng nhất ở quận đại hoang này nghe nói thì đó từng là một di chỉ của tông phái cổ xưa ở thời mà quận đại hoang còn chưa có đại hoang cổ bia nằm ở trong đó sau này quận đại hoang cũng lấy đó mà đặt tên đó Phương Lôi cười cười giải thích Thực lực của tông phái cổ xưa kia khi đó thì vô cùng khủng bố Trực tiếp ở trong đại hoang cổ bia mở ra một không gian vô cùng rộng lớn Trong đó không chỉ có rất nhiều di trì Mà hơn nữa thiên địa nguyên lực so với cả bên ngoài Thì cũng mạnh hơn gấp mấy lần Tu luyện trong đó một ngày bằng 10 ngày ở bên ngoài đó Trong đại hoang cổ bia có rất nhiều bảo vật nữa Ngày nói đã có người ở trong đó đoạt được vũ khí tạo hóa cấp Thậm chí ngay cả linh bảo địa cấp cũng đã xuất hiện đó Vũ kỹ tạo hóa cấp Linh bảo địa cấp sao Nghe thấy những lời này trong lòng của Lâm Động rung động Vũ kỹ thì phân thành thượng, trung, hạ, ba loại Nhưng mà trên thượng phẩm lại còn có vũ kỹ mạnh hơn nữa Gọi là vũ kỹ tạo hóa cấp Vũ kỹ cấp bậc này có uy năng nghiêng trời bạt núi Nếu có thể đoạt được thì khiêu chiến vật cấp không phải là việc không thể còn về linh bảo thì bình thường chỉ có cao trung hạ ba loại Nhưng mà trên linh bảo cao cấp còn có thứ mạnh hơn Tương truyền là linh bảo địa cấp và linh bảo thiên cấp Đương nhiên là linh bảo cấp bậc này đại đa số đều có linh tính Uy lực phi phàm Cho dù không cần điều khiển thì cũng phát ra uy lực kinh người Nhìn khắp cả vương triều đại viêm Có lẽ chỉ có một vài thế lực lớn có được linh bảo địa cấp Còn về linh bảo thiên cấp thì có lẽ cả đại viêm vương triều này Vẫn chưa có thế lực nào có được vũ khí tạo hóa cấp và linh bảo địa cấp. Những thứ này cơ hồ ở quận Thiên Đô thì chưa từng qua nhìn thấy, thậm chí là nghe thấy cũng vậy. E rằng cũng chỉ có nơi rộng lớn và hỗn loạn nhất của Đại Phiên Vương Triều là quận Đại Hoang này mới có thể xuất hiện thứ đó. Những thứ này tùy tiện lấy ra đều có thể dẫn tới sự tranh đoạt rung trời nở đất. Ờ, nhưng mà cái gọi là Đại Hoang Cổ Bia nếu thực sự là quý máu như vậy, thì ta e rằng sớm đã bị các thế lực kia chiếm lấy rồi còn đâu. Một quang của lâm động chấp động Có chút nghi hoặc mà hỏi à, 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 Chính vì đại hoang cổ bia quý báu Cho nên không có thế lực nào đủ căn gắn đảm để mà chiếm đoạt Thậm chí cho dù là hoàng thất vương triều đại viêm cũng không dám đâu Khương lôi cười mà nói Ở quận đại hoang này Những việc như vậy là không phải chưa từng xảy ra Nhưng mà cuối cùng thì những thế lực này đều thất bại những cái kẻ xui xẻo thậm chí nguyên lực đại thương Thậm chí là tan rã cả đó lâm động nghe vậy mà giật mình nhưng mà không hề phản bác sở dĩ không có thế lực nào có năng lực độc chiếm là vì bởi vì thực lực bản thân chưa đủ không thể chấn náp được các thế lực khác cũng như là thèm thù nhìn ngó mà hơn nữa đại hoang cổ bia còn có phong ấn cực mạnh loại phong ấn đó cho dù là trăm nghìn năm qua vẫn còn rất cường đại cho dù là cường giả niết bàn cảnh cũng không thể phá vỡ được đâu sao cơ phong ấn mà cường giả niết bàn cảnh cũng không thể phá vỡ được sao Lâm Động có chút chấn kinh Hắn đã từng biết được sự khủng bố của cường giả nhất bản cảnh Lúc đó chỉ là một đạo tàn ảnh Đã đem Lăng Thanh Trúc không chế như là một con rối không có sức kháng cự Lẽ nào cường giả như vậy vẫn không thể phá vỡ được phong ấn đó sao Đại hoang cổ bia này rốt cuộc là thứ gì nhỉ Không ngờ lại thần kỳ đến như vậy À, à, à. Tuy nhiên phong ấn cổ đại hoang cổ bia cứ cách 3 năm lại có một thời kỳ yếu nhất, muốn đi vào thì đó là cơ hội tốt nhất. Cho nên mỗi một lần tới thời kỳ này, chỉ đều có vô số cường giả kéo tới quận Đại Hoang. Những cường giả này không chỉ đến từ vương triều Đại Viêm mà thậm chí các thế lực ở xung quanh cũng kéo đến thử vận may. Mà ta tính thời gian thì khoảng 5 tháng nữa là tới thời kỳ đó đó. Trong thời gian này sẽ có càng nhiều cường giả kéo tới quận Đại Hoang. Cho nên vừa rồi ta mới hỏi à, à, ngươi là có phải tới đại hoang cổ bia hay không đó à, à, à. khương lôi cười nói năm tháng sau lâm động xoa cằm trong lòng rất có hứng thú với cả đại hoang cổ bia chuyến đi này hắn đi tu luyện vốn là để để thăng thực lực nếu như hắn có thể ở trong đại hoang cổ bia có chút cơ ngộ thì đuổi theo bước chân của lâm lang thiên hiển nhiên sẽ nhanh hơn một chút lúc này khương lôi nói và hơn nữa không biết đại hoang cổ bia này phải chăng có quan hệ với cả tổ phù, ừm, ánh mắt của lâm động hơi sáng lên nghĩ quận đại hoang là nơi lớn nhất của vương triều đại viêm muốn tìm tung tích của tổ phù ở đây thì không phải là việc đơn giản, tiểu tớ có thể là có quan hệ đó đại hoang cổ bia này nếu là di chỉ của tông phái cổ xưa thì rất có thể có quan hệ với cả tổ phù thời cổ xưa thì những tên kia cũng hiểu biết không ít về tổ phù Tới lúc đó cho dù không đoạt được tổ phù Thì có lẽ cũng sẽ tìm được chút tin tức liên quan tới tổ phù đó Ở trong lòng Lâm Động thì âm thanh của Tiểu Điêu đột nhiên vang lên Lâm Động lặng lẽ gật đầu Nếu đã như vậy thì đại hoang cổ bia này có thể đi một chuyến Vẫn còn 5 tháng nữa, việc này cũng không hề vội À, Khương Lão Ca này Ở trong quận đại hoang có những thế lực nào cần đặc biệt chú ý không? Ta lần đầu tới đây, e rằng phải cẩn thận một chút." Lâm Động đột nhiên cười mà hỏi. "Ờ, à, xem nào, với thực lực của ngươi, muốn ngao du ở trong quận Đại Hoang thì không có vấn đề gì lớn. Trong quận Đại Hoang thì tông phái rất nhiều, lớn nhỏ nhiều như là lá mùa thu. Tuy nhiên thì trong đó có Ba thế lực lớn, ngươi cần phải chú ý một chút." Khương Lôi trầm ngâm một chút rồi nói, "Ba thế lực này lần lượt là Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn và Võ Minh." âm khôi tông, đại ma môn và võ minh sao? Lâm Động lẩm bẩm nhắc lại, đem ba cái tên này nhớ kỹ trong đầu. À, âm khôi tông thần bí nhất. Từ tên mà đoán thì bọn họ giỏi về khống chế phủ khôi. Đệ tử tinh nhuệ đều mang theo phủ khôi. Lực chiến đấu kinh người lắm. Năm xưa từng có một tông phái khiêu chiến với cả âm khôi tông. Và cuối cùng là bị rất nhiều phù khôi huyết tẩy Hai cường già sắp tiến lên tạ hóa cảnh đã trực tiếp bị bắt về luyện thành phù khôi Những tên này là đáng sợ nhất đó Phù khôi Nghe vậy thì trong lòng lâm động khẽ rung động Nghĩ tới phù khôi trung đẳng ở trong túi càn khôn của mình Còn về phần đại ma môn Thì những tên này giỏi về tôi luyện thân thể Ai ai trong bọn chúng thân thể cũng đều cường hãn hơn yêu thú Đối địch với cả bọn chúng Nếu mà cận chiến thì lành ít giữ nhiều đó Nói tới đây Khương Lôi nhìn cánh tay của Lâm Động hiển nhiên nhớ lại đêm qua thì lâm động cũng dựa vào lực lượng của nhục thân một quyền đánh bay ngạc báo vương lẩm bẩm một câu tiểu quái vật còn về võ minh thì à, à, đó là một liên minh do rất nhiều võ quán hợp thành quản lý võ minh là thiên vũ quán thực lực võ cũng vô cùng khủng bố đó so với cả hai thế lực trước thì võ minh có số lượng nhân thủ lớn nhất đó ngay vậy lâm động lặng lẽ gật đầu quận đại hoang này quả nhiên là hơn hẳn quận thiên đô Ba thế lực này e rằng so với cả tứ đại gia tộc của vương triều Đại Viêm cũng không hề yếu hơn chút nào. À, và một điều nữa là trong quận Đại Hoang có không ít tông phái vô cùng kín tiếng. Những tông phái này có lẽ không thể hiện ra, nhưng mà thực lực cũng vô cùng là cổ quái cường hãn. Cho dù là ba đại thế lực cũng không muốn trêu vào đâu. Úi, nước ở đây sâu lắm đấy, Long Xà Hỗn Thạp, ngươi ở đây phải cẩn thận một chút. Khương Lôi thầm than mà nói. Lâm Động cười cười gật đầu nói ờ, Võ quán ưng chi trong thành đại ưng có lẽ là thế lực mạnh nhất sao ạ? Trải qua nói chuyện thì Lâm Động biết là tổng bộ của võ quán ưng chi nằm ở thành đại hưng cách mê vụ lâm không có xa Ngay vậy thì sắc mặt của Khương Lôi có chút không tự nhiên, thở dài mà nói Ở thì trước đây có lẽ cũng là như vậy Thấy vậy Lâm Động cũng vội vàng chuyển qua đề tài khác Trên đường đi trò chuyện thì mấy giờ đồng hồ sau đã phát hiện ra sương mù xung quanh cuối cùng đã trở nên nhạt đi. Cảm nhận được sự biến hóa này, trong lòng của Lâm Động cũng thở dài một cái, cuối cùng thì cũng đã thoát khỏi mê vụ lâm rồi. Khi mà ánh mặt trời ấm áp một lần nữa xuyên qua sương mù, chiếu lên thân thể mọi người, đám người của Võ Quán Nâng Chi vốn đã vô cùng mệt mỏi đột nhiên kêu lên mừng rỡ. Bọn họ không phải lần đầu tiên vào trong mê vụ lâm, nhưng lần này giữa đường nếu không có Lâm Động tương trợ, thì e rằng cả đoàn người bọn họ đã vĩnh viễn ở lại trong mê vụ lâm rồi lâm động đứng trên xe ngựa cảm nhận ánh nắng ngầm áp chiếu trên người mình trên mặt cũng nở ra nụ cười ánh mắt hắn nhìn ra xa quận đại hoang hắn cuối cùng đã đến nơi rồi ờ à, lâm động tiểu ca này hay là ngươi cùng quay về võ quán ưng chi với cả chúng ta nhé ngươi lần đầu tiên tới đây ta nghĩ là nên ở lại võ quán ưng chi một thời gian Tìm hiểu về tình hình các thế lực ở đây thì sẽ tốt hơn một chút đó Có thể thoát ra khỏi mê vụ lâm Khương Lôi hiển nhiên là cũng rất là vui mừng Hắn cười cười rồi quay đầu lại nói với cả Lâm Động Ngay thấy vậy Lâm Động thoáng chút trầm ngâm Sau đó gật đầu Khương Lôi nói không sai Hắn là lần đầu tiên tới quận Đại Hoang Nếu cái gì cũng không biết mà chạy linh tinh Quả thật không phải việc hay Nếu đã vậy chẳng thà theo đám người võ quán nương chi Đi vào ở tạm ở trong thành Đại ưng Nhân cơ hội chuẩn bị một chút vậy Nhìn thấy Lâm Động gật đầu Khương Lôi cũng có chút hưng phấn Mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút rồi lại lên đường Cả đoàn người đem theo thu hoạch đầy xe hướng về phía đại thành Đại Hưng Theo lời Khương Lôi nói thì thành Đại Hưng nằm ở phía đông bắc quận Đại Hoang Chỗ này tuy nằm ngoài rìa nhưng mà vẫn rất là phồn hoa Thành phố thế này theo lời Khương Lôi nói có thể là e rằng so với cả được các quận ở quận Thiên Đô khi mà đoàn người đi tới thành Đại Ưng thì đã là trạng vạng tối. Lâm Động đứng trên xe ngựa nhìn thành Đại Ưng ở xa xa, trong mắt không khỏi có một chút kinh ngạc. Thành phố này rõ ràng còn lớn hơn cả Viêm Thành. Quận Đại Hoang quả thật là danh bất hư truyền, chỉ là một thành phố ở ven rìa thôi mà cũng đã to lớn như vậy. Võ quán ưng chi ở trong thành đại ưng này Có lẽ có thể coi là một thế lực tương đối là mạnh mẽ đây Nhìn thành đại ưng ngày càng ở gần trước mắt trong lòng của Lâm Động cảm nhận thấy tuy trước mắt chỉ có chưa tới trăm người, nhưng phối hợp rất là ăn ý, hơn nữa kinh nghiệm tác chiến cũng rất là phong phú, hiển nhiên là thành viên của Võ Quán ưng chi lực chiến đấu không hề yếu. Có thực lực như vậy, cho dù đây là quận đại hoang nhưng có lẽ địa vị của Võ Quán ưng chi thì cũng là không thấp. Dưới đoàn xe dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Động thì chậm rãi tiến vào trong thành đại ưng, mà theo thái độ cung kính của mọi người xung quanh đối với cả Khương Lôi Lâm Động có thể biết rằng dự đoán lúc trước quán thì cũng không hề sai. Đoàn xe tiến vào trong thành, đi dọc theo con đường rộng rãi chừng khoảng 10 phút. Sau đó thì một võ quán vô cùng rộng rãi liền hiện ra ở trong tầm mắt của Lâm Động. Quán chủ trở về rồi. Ở cổng lớn của võ quán có không ít hộ vệ. Khi mà bọn họ nhìn thấy đoàn xe liền vui mừng reo lên. Sau đó Lâm Động có thể cảm thấy cả võ quán náo động lên rất là nhiều. À, cả người đông nghịt từ trong võ quán chạy ra khiến cho Lâm Động có chút kinh ngạc. Võ quán ưng chi này quả thật so với cả võ quán cuồng đao ở Trấn Thanh Dương thì mạnh hơn rất là nhiều lần. Tin Khương Lôi trở về đã chuyển ra, liền có mấy vị nhìn như là quản sự từ trong võ quán chạy ra nghênh đón. À, quán chủ, người đã trở về rồi. Những người nhìn như là thuộc đám quản lý của võ quán ưng chi này, khi mà nhìn thấy Khương Lôi trở về liền vội vàng, lên đón có chút lo âu nhỏ giọng mà nói. Nghe thấy những lời này Nụ cười ở trên mặt của Khương Lôi cũng giảm đi một chút Đầu tiên là phất phất tay Sau đó nghiêng đầu nói với cả Khương Tuyết Tuyết Nhi Đem Lâm Động Tiểu Ca đi nghỉ đi Sắp xếp một gian phòng cho tốt Phòng tốt nhất đi Phụ thân Khương Tuyết ở trong lòng rất là tinh tế Mẫn cảm sự phát hiện Sự thay đổi trong thần sắc Thì không khỏi nhẹ giọng mà hỏi Cứ đi đi Khương Lôi cười cười thúc giục Dạ Thấy vậy thì Khương Tuyết đành phải gật đầu sau đó đưa mắt nhìn sang Lâm Động. "Lâm Động công tử, xin đi theo ta." Nói xong nàng liền mềm mại xoay người đi vào trong võ quán. Lâm Động nhìn Khương Lôi một cái, cũng không nói gì đi theo Khương Tuyết. "Ồ, đó là ai mà đại sư đại sư tỷ đối với cả hắn khách khí như vậy nhỉ?" "Ờ, đại sư tỷ lần đầu tiên hòa nhã với cả người ngoài như vậy đó." Những học đồ ở xung quanh võ quán nhìn thấy thái độ ôn hòa của Khương tuyết Thì uh, hiển nhiên là đều có chút kinh ngạc Không có ít người có chút chua sót Có thể nhìn thấy địa vị của khương tuyết trong lòng bọn họ rất là cao Có vẻ như là ta khiến cho nhiều người tức giận rồi thì phải Theo Khương Tuyết đi vào trong võ quán rộng rãi Lâm Động cười mà nói Ngay vậy thì Khương Tuyết cũng đưa miệng cười quyến rũ Nhưng mà Lâm Động vẫn có thể nhìn thấy giữa hai hàng lông mi vẫn hiện lên một chút lo âu. À này, võ quán ưng chi ở thành đại ưng này địa vị không thấp, lẽ nào còn có phiền toái gì sao? Lâm Động đột nhiên hỏi. Mà đối với cả câu hỏi của Lâm Động, Khương Tuyết khẽ cắn cắn môi, chần chờ một hồi rồi mới nói. Trước kia thì võ quán ưng chi quả thật là thế lực lớn nhất ở trong thành đại ưng. Tuy nhiên ở trong nửa năm nay, có một võ quán ngoại lai tên là võ quán huyết kền. À, cũng đóng tại thành đại ưng này những tên đó thì hành sự ngông cuồng lắm Đã có không ít xung đột với cả võ quán ưng chi chúng ta Tuy nhiên thực lực bọn chúng thì quả thật rất là mạnh Trong mấy lần xung đột thì võ quán ưng chi của chúng ta không chiếm được thượng phong Điều này khiến cho bọn chúng càng thêm kiêu ngạo Cứ như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với cả tiếng tâm của võ quán ưng chi chúng ta Ồ Lâm Động lúc này mới giật mình Thì ra trong lúc kể chuyện này Sắc mặt của Khương Tuyết cũng có chút không được tự nhiên Lâm Động công tử phòng khách đã tới rồi hiện tại ngươi tạm nghỉ ngơi đi bản đồ của quận đại hoang và bản đồ phân bố các thế lực thì ngày mai ta sẽ cho người đưa vào thành tìm mua khương tuyết dừng lại ánh mắt na sáng nhìn lâm động mà nói ấy gọi ta lâm động đi cứ công tử công tử nghe không được tự nhiên lắm đâu lâm động cười mà nói nghe thấy vậy thì khương tuyết cũng nở ra nụ cười khẽ gật đầu mà nói ừ nghỉ ngơi sớm đi vừa nói xong nàng điền quay người bước đi Khí chất như là của khuê nữ của nhà đại gia khiến cho Lâm Động có chút sững sờ. Ở trong rừng hắn đã không nhìn thấy vẻ dịu dàng khuê các của nữ tử lãnh đạm và quật cường này. Ai, nghỉ ngơi đi. Lắc lắc đầu Lâm Động đẩy cửa đi vào. Còn về những phiền phức của võ quán ưng chi, hắn sẽ xem xét tình hình. Dù sao hắn cũng được coi như là giúp đỡ ít nhiều. Nếu tới lúc đó ra tay tương trợ một chút thì cũng được. Dù sao thì hắn hiện tại đơn độc một mình Lâm gia ở cách đây không biết là mấy trăm nghìn dặm Ai cũng không có cách gì uy hiếp được hắn Còn hắn đánh mà không được thì chạy thôi Tợi tới lúc tu luyện thành cường hãn rồi Thì quay trở về báo thủ cũng được Nhưng mà việc này Lâm Động không hề cảm thấy hổ thẹn Ngày hôm sau Khương Tuyết từ sớm đã đợi ở ngoài cửa phòng Lâm Động tự nhiên là cũng không dám để mỹ nhân đợi lâu Hơi sửa sang lại một chút liền đi ra Sau đó đi vào trong thành khi mà đi ra tới cổng liền gặp nhân nhân Cái tiểu nha đầu nhìn rất là buồn chán Cũng liền đòi đi theo Khương Tuyết rõ ràng là không có cách nào kháng cự lại được người muội muội này Bị nàng ta làm nũng một lát liền đem nàng đi theo Ba người cùng với cả tiểu viêm trong lòng của nhân nhân Ra khỏi võ quán Sau đó liền đi vào một số nơi giao dịch trong thành Ở những nơi này thì không chỉ mua được đồ Thậm chí cả những tin tức tình báo cũng đều có thể là có được Đương nhiên tiền đề chính là phải có đủ thuần nguyên đan Tuy nhiên thì những thứ này Lâm Động không cần nhiều, chỉ là một vài bản đồ về quận đại hoang. Hắn dù sao cũng không thể ở lại mãi thành đại ưng được, cho nên phải nhanh chóng làm quen địa hình và phạm vi phân bố của các thế lực, tránh tới lúc đó cái gì cũng không biết lại phiền phức lớn. Đi lòng vòng trong thành một lúc thì Lâm Động cũng mua được những thứ mình cần, không cần để lại thêm nữa. Những thứ linh dược, linh thảo thì hắn đều không thèm để tới, tất nhiên là cũng không định mất tiền oan. Tuy rằng hắn hiện tại sau khi mà tống tiền địch ra và liễu ra thì cũng có thể coi là một phú hào rồi. Thấy Lâm Động đã mua sắm đủ, Khương Tuyết làm người dẫn đường cũng cười khẽ, đang định đưa Lâm Động quay trở về theo đường cũ. Tuy nhiên khi mà ba người bọn họ vừa ra khỏi khu giao dịch, thì Lâm Động đã phát hiện cước bộ của nàng ta chậm đi rất là nhiều. Liền ngẩn đầu lên nhìn, đột nhiên nhìn thấy không xa, ở phía trước đang có mười mấy người đang kéo tới. Phía trước ngực của những người này đều có một huy hiệu của Võ Quán, thêu một con kền kền màu đỏ máu. Võ Quán kền kền sao? Thấy vậy Lâm Động khẽ nhíu mày lại. À, thì ra là Tuyết Nhi, thật là trùng hợp trùng hợp. Mục tiêu của đám người này hiển nhiên là Khương Tuyết, bởi vậy liền đi thẳng tới. Trong đám người đó có một nam tử tay cầm quạt gấp, bộ dáng khoảng 24-25 tuổi, nụ cười trên mặt khiến cho người khác cảm thấy rất là không tự nhiên đi thôi đôi mắt của khương tuyết có chút lạnh lẽo nhìn nam tử kia một cái sau đó nghiêng đầu nói nhỏ với cả lâm động ấy lâu lắm rồi không gặp tuyết nhi lẽ nào ngay cả câu chào hỏi cũng không có hay sao nam tử cười khẽ ánh mắt nhìn chằm chằm vào khương tuyết ở sâu trong ánh mắt có chút dâm đãng còn đám thủ hạ bên cạnh cũng cười hì hì tách ra che hết lối đi của khương tuyết la sơn người cút đi Thấy vậy sắc mặt Khương Tuyết cũng băng lãnh à, Thanh âm lạnh lẽo mà nói ấy Tuyết Nhi Tuyết Nhi Như vậy thật là không tốt với người đâu Người có biết không hả Võ quán huyết kèn của chúng ta Đã phát đi thiệp khiêu chiến võ quán ưng trì của các ngươi rồi Phụ thân ta và phụ thân ngươi Hẹn gặp ở võ đấu đài đó à, Sinh tử tương đấu Ngoài ra còn nói nhỏ cho ngươi biết rằng phụ thân của ta hai tháng trước đã tiến vào tạo hình cảnh đại thành rồi đó quạt gấp trong tay của la sơn khẽ phe phẩy nhẹ giọng mà nói sao tạo hình cảnh đại thành nghe đến đây thì khuôn mặt của khương tuyết đột nhiên có chút thái nhợt nếu thực sự như vậy thì trận quyết chiến này phụ thân của nàng thắng ít thua nhiều rồi ê tuyết nhi tình cảm của ta với ngươi ngươi có lẽ là biết nếu người ngoan ngoãn đi theo ta thì có lẽ võ quán ưng chi vẫn còn đường sống đó ánh mắt của La Sơn nhìn chằm chằm vào thân hình quyến rũ của Khương Tuyết bộ dáng đó như là đang nhìn một con cừu non không còn đường chạy trốn người nằm mơ đi Khương Tuyết tức giận đến run rẩy cả người nghiến răng mà nói eh, 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 người sẽ tới tìm ta mà thôi cứ chờ đi La Sơn nhàn nhạt, nhạt à, ánh mắt liếc sang lâm động vẫn đang im lặng cười khẽ mà nói à, Mà những thứ người như thế này lần sau ấy đừng mang theo bên cạnh Ta nhìn ngớ mắt lắm À mang theo nhân nhân thì cũng không tệ nhỉ Trong lúc nói thì La Sơn đã thỏ tay ra vốt đầu nhân nhân ánh mắt có chút biến thái Khốn kiếp Nhân nhân ra sức giãy ruộng tránh bàn tay của La Sơn sau đó cắn một cái à, cười, bị nhân nhân cắn một cái vào tay ánh mắt của la sơn trầm xuống cánh tay vung lên mấy đạo kình lực tuôn ra ngoài trực tiếp đem nhân nhân chấn bay ra ầm uhm. thân hình của nhân nhân bay ngược đi trong lúc mà không tuyết mặt tái mét thì một cánh tay đã xuất hiện ở phía sau lưng của nhân nhân đỡ cô bé lại à, có chút bà lĩnh nhỉ nhìn thấy người đã đưa tay ra la sơn đột nhiên cười quái dị mấy mấy người phía sau cũng cười giống cả lên Lâm Đạo nhìn La Sơn một cái Cũng không nói gì Đưa đồ ở trong tay cất vào túi càn khôn Sau đó từ bên cạnh Khương Tuyết chậm rãi đi qua Để lại một đạo âm thanh khe khẽ Che mắt nhân nhân lại đi Rồi ok chúng ta sẽ dừng tập 46 tại đây à, Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình Sau khi nghe chuyện À đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để mà cập nhật những tập truyện mới nhất ờ, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày tiếp theo